Hello các bạn, sáng nay mình như hôm trước mình nói á, qua đây hái lê với ba nè, qua đây ba chỉ cho cắt lê. Đây ngồi để ghế chỗ này, mình tỉa cái trái lê nhiều quá thì lê nó sẽ khó mà lớn. Đây nè các bạn thấy không, một chùm nè dày đặc luôn á. Bây giờ là cha con mình cha con của mình đi tỉa. Ở trên đi tỉa trái nè. Đứng đây nè, ở trên ơi. Tỉa trái nào mà nó nhỏ nó kẹt ha, mình sẽ tỉa nó bớt để cho cái trái khác nó lớn. Ủa, nhiều quá không biết tỉa trái nào luôn á. Cái trái nó vàng. Đây. Trái sâu. Không có ăn nha, không có ăn nha, dục quá, vậy là dục quá. Nè. Nhiều quá. Đây là mà nó đẹp nhất đó. Tỉa trái này cũng dễ thương hết trời. Nè trên view nè, cẩn thận nha, về đây nha, mới tí dập miệng rồi. Cẩn thận nha, vô lên đây, ghế nó nghiêng này, bà sửa lại ghế này. Đó. Đều đều đâu ta, sâu rồi, khó tỉa dữ trời. Đây này nhỏ này, cắt thừa thừa ra. Qua wow, dưới đây một chùm con này, con này wow. Mình phải không, đợi lớn tỉa, giờ tỉa. Giờ không biết cái nào tía luôn. Giờ nó căng căng tía ổn. À, hái cho con hả? À, để ba đưa cho con trái nha. Từ từ, ô đây này trái sâu hết à. Giờ nó trái sâu không? Trái sâu nhiều quá. Sâu à. Nè, để ba cho con trái. Nè, đây là sâu. Nè. Không có ăn nha. Nè, thì xuống. Rồi xuống, xuống luôn. Wow, còn ở trong đây nữa. Bát ngát ở trong này nữa. Lùm ôm tùm. Không biết cắt cái trái nào. Cái trái này là nó có lỗ rồi vậy cắt. Cắt lỗ cái đó trái sâu rồi dễ cắt hơn. Bây giờ nó chưa thấy trái sâu nhưng nó nhỏ đều. Giờ nó đều quá đâu biết trái nào đẹp. Trái này vàng vàng trái sâu rồi. Để đi xuất hiện đi. Mẹ con trai tỉa. Mấy năm tiếc của trái nè, trái sâu nè. Sâu nữa nó bị sâu đít nè. Nó đẹp rồi sao. Ngu quá. Trái này sẽ bị sâu luôn. Trước sau là cũng hư rồi.
giờ để cho nó có sức nó nuôi mấy cái trái tốt, nuôi uống. Mấy hôm nay còn rảnh thì còn qua khoảng 13 hay là 15 là đi làm rồi, đi làm trở lại rồi. Bây giờ chắc còn có hôm nay mùng mấy rồi ta, còn có 1 tuần nữa, nghỉ được 1 tuần nữa rồi. Bữa giờ nghỉ 3 tuần rồi, mới đây 1 tháng nghỉ được rẹt 3 tuần nhanh luôn. Đi làm mà thấy lâu, ở nhà nghỉ nó qua dù. Hồi về Việt Nam cũng vậy, Việt Nam 3 tuần rồi, nhắm mắt mở mắt ra thấy cái ngày bay qua lại chán hết muốn qua luôn. Ủa, hồi trên đây nữa. Wow, trên đọt rồi nè, nhiều quá chắc. Cho các bạn thấy trên đọt NGO. NGO. Ồ, cái đây nó. Nè, nó bắt đầu nó nặng rồi nè. Ủa, nó miêu quá nhanh đi. Cắt bớt nhiều quá. Nó bị kẹt, không phải trái nó chùm chùm nó kẹt luôn. Trái tốt không biết cắt trái nào luôn trời, rối đầu luôn không. Đâu dép của con đâu? Đây rồi, không. Cắt mấy trái. Khó cắt quá. Nè, nó dấu hiệu nó hư nữa. Nó kia một chùm nhiều mà mình thấy tiếc quá, mình không có muốn cắt. Hello các bạn, vừa phơi đồ xong một chút xíu là bắt đầu trời nó chuyển xuống nào gió rồi bắt đầu mưa lắc cắt rồi, chuẩn bị mưa rồi, trời xám xịt trên kia kia mưa bắt đầu lắc cắt dài hột rồi. Gió mà đi giật bay mấy cái miếng mái che của mình luôn, gió khủng khiếp. Bây giờ là mình phải lấy dây cột lại trên đó, còn bạn bợm đây. Andrew ơi ngậm gì trong miệng vậy, nhảy ra con, ngậm gì vậy, ui viên gì đây, ôi viên lô tô không có nuốt, no không được, cẩn thận nha, không có được nuốt nghe chưa, nghe không. Bơ bơ anh là phải đem vô trong này rồi, giờ vô trong này rồi cho anh rồi, trời nóng ấm cha con mình đi ra tắm lại nữa ha. Bây giờ muốn cất là phải xả hơi hết rồi mình mới cất. Lên ngồi lên đây, lên ngồi lên đây. Hello mọi người, có một cái bất ngờ, có một cái hôm nay mình hơi bất ngờ chút xíu về anh Austin. Nhưng anh nghịch, anh lấy cái remote á, anh biết cái mặt chữ rồi, anh phá mấy hôm nay anh ngồi anh bấm trên tivi á, anh bấm anh ra chữ của anh, tên anh tìm tên của anh rồi tên mommy daddy với lại baby viết được luôn.
Hồi nãy mình tình cờ thôi, nãy tình em cờ bê về. Tớ mình nghịch á, mình hỏi thử đưa điện thoại lên với nó đập mấy cái chữ cũng bất ngờ lắm. Bây giờ là mình từ từ nè, bây giờ là ba đưa cho con coi cái thời tới có tiếng Anh cho mày nha, từ từ đó nha, từ từ đợi ba xíu nè. So đây nha mọi người, à em bé con Sunny trên này nè, chú bự á, chú lớn á, Canberra. Oh, Canberra à, giỏi. Bây giờ chữ đây, chữ đây chữ gì Melbourne hả? Còn chữ này nó phức tạp hơn. Send S Y G N E Y. Ừ, đánh vần sao? Cái này hơi khó, chữ này khó. Chữ này anh khó. Không hiểu cho nó ghép được, nó đọc chữ camera với là chữ Melbourne. Rồi bây giờ phải tìm thêm chữ nữa nha. Đây là từ. Chữ này. Apple. Đây chữ gì? Chữ đây. Bus chạy. Chạy. Rồi. Bus chạy. Mấy cái chữ nãy mới đưa nó, mấy cái chữ ngày thứ đó, đọc được hết rồi. Rồi, chữ này nha. Mình viết lên thêm chữ nha. Rồi, cái này chữ gì? Theme park. Ủa, giỏi chưa?